Rồi xin chào bà con đã trở lại với xe máy Thành Tâm nha. Lại là Hùng nữa đây. Đó, hôm nay Hùng giới thiệu một con nghẹt là một trong những dòng xe đang bán chạy nhất tại cửa hàng của Hùng nha. Đó. Thì hôm nay mời các bạn Hùng quay review báo tình trạng cũng như là báo giá tại cửa hàng của bà Hùng nha. Mời các bạn cùng xem chi tiết con xe với Hùng nè. Hiện tại con xe này được đi dàn tem là Movistar nè. Ngoại hình thì tầm theo Hùng nhận thấy thì tầm khoảng là 95%. Đó, nhựa nhám và sơn xanh còn rất là bóng nha các bạn. Xe thì phải gọi là dàn chân trước và sau gọi là còn rất là ngon luôn. Đó, với lại dàn ốc còn rất là bóng nha. Ốc cốt trước chưa có dấu hiệu là dặn mở sửa gì hết nha các bạn. Còn sơn của cửa hàng đây. Đó, heo gì? Ốc cốt trước, ốc đĩa, ốc heo dầu được đều còn. Ốc bách dây dầu cũng như còn nha các bạn. Đây, size giờ cặp vỏ theo xe luôn nha. Tuần thứ 36 năm 2018. Mâm thì được sơn màu xanh cùng với màu sơn của thân xe luôn. Các bạn ơi. Đi bộ tem Movistar. Nha các bạn. Mà sơn thân xe được sơn màu xanh. Đây. Dàn ốc chân sau đây. Cũng rất là mới luôn, còn rất là mới, chưa có dấu hiệu là bung nồi hết nè. Ốc ở trong máy, lòng máy cũng còn mới luôn. Bên mình là bao zin mà. Thì xe này được trang bị một phục đơn được sơn màu vàng nha. Thế với phiên bản này được sơn màu vàng tạo điểm nhấn ở phần chân sau. Đó. Phần chân sau được trang bị thêm một phấn đĩa. Và mâm thì cũng vẫn sơn màu xanh tạo điểm nhấn ở phần chân, tạo cá tính mạnh mẽ. Chủ trước thì có là xi nhan cũ thì nó hơi là dài. Đó, dài các bạn, chủ trước thì cũng có cắt xi nhan cũ rồi, gắn xi nhan tích hợp đèn đuôi. Để tránh trường hợp do bãi giữ xe là mình dẫn tới lui nó gãy nha các bạn. Dàn chân thì bên đây sơn màu đen. Nhông xin đĩa nha, rất là mới. Các bạn. Tại về cửa hàng mình cũng vệ sinh sơ thôi, xe này cũng mới về. Nó chưa vệ sinh sạch sẽ, nhưng mà sạch sẽ là tỷ lệ tình trạng nó khoảng 98% các bạn. Được nè, xe này hộp số 5 cấp, 6 cấp. Xe nè, các bạn nhìn chi tiết đi, còn rất là bóng luôn. Ốc nè, ốc ác này, côn rất là nhẹ nha các bạn. Con mình bấm nhẹ thôi. Thì ô tô của nó, con xe này hiện tại là đi mới có 6.046 km. Các nút chức năng còn rất là mới nha, chưa có gọi là dấu hiệu gì bay màu hay gì hết. Chủ trước cũng gọi là rất là cưng con xe này. Thì Hùng Vinh xin tóm lại con xe này là Exciter. Đợi đăng ký lần đầu tiên 2018. Đó. Hiện tại thì Hùng đang bán con xe này bên cửa hàng là tầm khoảng là trên 35 triệu thôi. Trên 35 triệu xíu thôi. Giá chính xác thì các bạn qua cửa hàng thì Hùng báo giá chính xác cho nha. Tại con xe này mới về nên Hùng cũng chưa kịp mà là ra giá chính xác cho các bạn. Đó. Tình trạng xe thì còn khoảng 97%. Đó. Giá thì trên 35 triệu thôi, nhưng mà dưới 40 triệu. Chắc chắn là sẽ dưới 40 triệu nha các bạn. Đó. Thì hôm nay Hùng chỉ quay là báo tình trạng và cũng như là báo cái khoản giá của nó thôi, để cho anh em chuẩn bị tài chính qua bên cửa hàng Hùng để sắm xe dạng Tết nha. Thì nếu mà muốn quan tâm con này thì Hùng sẽ để lại số điện thoại với phần mô tả, hoặc là đi đến cửa hàng của Hùng ở địa chỉ là 82 Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đó, để các bạn đến trực tiếp cửa hàng để xem con xe. Còn nếu mà muốn Hùng làm những video tiếp theo về những con xe tiếp theo thì nhớ like và subscribe đăng ký kênh của Hùng nha. Thì hôm nay Hùng chỉ quay sơ lược con xe và báo giá hỏng cho các bạn chuẩn bị tài chính để chơi một con xe thôi. Đó. Thì Hùng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn nha.